sau này bắt đầu qua 30 tuổi tự nhiên làm như nó thay đổi tính. Em là một người khá năng động và sáng tạo, em có thể tự may váy cho mình. Em hiền lắm, cũng chiều, nếu mà có bạn gái cũng chiều bạn gái vậy lắm. Dạ, em cũng thấy là thông cảm với hoàn cảnh của anh. Mời bạn gái mình giới thiệu về bản thân. Em tên là Nguyễn Thị Kim Thành. Em đến từ Đồng Tháp và em hiện tại là đang học cao học tại Đại học Dược thành phố Hồ Chí Minh. Em cũng đang học về điều dưỡng. Em hiện năm nay là 35 tuổi. Rồi còn bạn nam bên kia hen. Em tên Phương Tuấn Khanh. Năm nay 37 tuổi. Đến từ Đồng Tháp. Đang sống và làm việc ở Hồ Chí Minh. Cả nhà em thì ở trên đây hết rồi. Em làm cung ứng của công ty Mai Việt Tiến. Rồi nếu như lấy vợ về thì mình ở đâu? Thì hai vợ chồng làm vài năm kiếm tiền mua nhà. Rồi bây giờ bạn gái mình nói về cái ưu điểm, cái khuyết điểm của mình nè. Nói về ưu điểm của em á, thì em là một người khá năng động và sáng tạo. Ví dụ như là em có thể tự may váy cho mình, hoặc là em có thể thắt những cái con hạt hoặc những con cong. Cái sở trường của em thì cái gì em thích là em tìm tòm tòi và em sẽ cố gắng và sẽ đạt được nó. Nói về khuyết điểm thì tính cách của em thì nó cũng nói là một phần khuyết điểm của em. Tại vì em thích độc lập, em thích tự do, cho nên em có thể nói là một người phụ nữ của gia đình, nhưng em không phải là một người nội trợ tốt. Tức là có thể là khéo tay, có thể làm thủ công này nọ. Em có thể nấu ăn rất là ngon, nhưng mà em không thích lau chùi, em thích nấu ăn. Còn bạn trai ha? Em thì vui vẻ, siêng năng. Em hiền lắm, cũng chiều, nếu mà có bạn gái cũng chiều bạn gái vậy lắm. Chiều vậy lắm mà. Trong công việc ngày thì lau chùi dọn dẹp thì em ở một mình nên cũng gọn gàng lắm. Nấu ăn thì cũng biết nấu vài món. Có khuyết điểm gì không? Em sợ độ cao. Em đi làm ít đi chơi lắm nên không có biết nhiều điểm để đi chơi, đi du lịch đường để nói thật nghiệp quá ha. Em hiền lắm ha. Dạ. Làm xong về ngủ ha. Bao về đi kiếm việc khác làm thêm. Rất là hay ha. Dạ em bên đây là thích leo núi đó anh. Chuyện sau này là anh về anh có thể là đi leo núi với em không? Đó, leo núi thì bình thường thôi, em leo núi chứ đâu phải mình đứng trên tòa nhà cao mình nhìn xuống đâu, mình leo núi nó dẫn dưới đất mình mà. Nhưng mà nó leo cái núi nó leo lên tới trên cao là mình thì đứng lên, trên cao tôi mình nhìn không xuống. Có nhìn xuống, tôi có nhìn dưới đất hoài rồi mà sợ. Đàn trai tôi hiền lắm nha. Đừng hiền phải không? Đàn trai tôi nha. Rồi lịch sử tình trường năm nay tới 37 có khoảng 7 mối tình không? Có một mối tình nè. Một mối tình. Dạ. Tôi hiền mà. Tại trước năm 30 tuổi là nghĩ là mình tức là không có cần phải quen bạn gái sớm. Sau 30 tuổi thì tính tình bắt đầu thay đổi, bắt đầu mới lo làm, lo dành dụm, lo bắt đầu mới kiếm bạn gái nên có bạn gái trẻ. Yêu bao nhiêu năm? Được 3 năm. Mình dành dụm tiền để cưới đồ đầy đủ rồi mà kêu bạn gái cưới hoài thì bạn gái không cưới. Từ từ mình phát hiện người ta không có còn yêu mình mà ngại nói chia tay thôi. Tội nghiệp phải không? Bạn đàn gái thấy sao? Thấy thương quá kìa. Dạ em cũng thấy là thông cảm với hoàn cảnh của anh. Nếu em là bạn gái kia thì em nghĩ là bạn gái đó bỏ qua một cơ hội tốt để có một người gì. Đúng rồi, đúng. Em nói đúng. Chính xác. Thấy không, đàn trai ngon không? Được, đàng hoàng, chững chạc, hợp lý. Bên kia cá tính mạnh mẽ, bên đây hơi hiền, nhút nhát. Làm gì hiền dữ vậy ta? Em biết nắm tay con gái từ năm bao nhiêu tuổi? Tới khoảng 25, 26 tuổi em biết lắm, nhát lắm. Hồi đầu nắm vô mình giật lại không à. Sau này bắt đầu qua 30 tuổi tự nhiên làm như nó thay đổi tính. Nắm vô nắm luôn. Rồi biết nụ hôn đầu đời là năm bao nhiêu tuổi? Thì là lúc quen bạn gái khoảng 32, 33 tuổi. 33 tuổi mới có nụ hôn đầu tiên. Bạn kia hôn trước hay bạn hôn trước? Mình hôn lúc đó mình hết sợ rồi. Vậy là hết sợ rồi ha. Dạ, thì em có sợ cô gái bạn lĩnh không? Không, bạn gái thì em không có đòi hỏi nhiều. Sống mình đến được với nhau là phải biết quan tâm chăm sóc. Bởi vì em đòi hỏi bạn gái là chỉ cần đối xử tốt với mọi người xung quanh, phải biết chi tiêu hợp lý. Em gái, em muốn một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Nam chững chạc, có trách nhiệm và đặc biệt là biết nấu ăn và chăm sóc gia đình. Biết nấu ăn không? Ngon không? Em ăn thì em thấy ngon nhưng mà người khác em không biết. Nhưng mà em có thể chăm sóc thì quan tâm chăm sóc gia đình thì cái đó là em ok. Lo cho con rồi thức khuya cho con bú rồi tắm con chững rồi thay tả cho con rồi được không? Được hết. Được hết đúng không? Mà chuyện đó sau này tính mà. Ủa nhưng mà được không? Được. Tôi bên đàn trai tôi hứa là phải như đinh đóng cột. Đúng rồi, đúng rồi. Được. Trời được. Ơi. Ông hứa ẩu nữa mang tiếng tôi nó quỳ lên ông kêu hứa rồi hứa chơi không được à? Đúng rồi anh ơi, anh làm gì kỹ đi. Chứ bây giờ đó thôi chuyện nó sao tính mà rồi tự nhiên nó yêu bên người bên tôi xong rồi tự nhiên đã mà bữa thôi không tính nữa rồi sao? Đúng rồi, chắc chắn chưa? Chắc chắn. Thề đi. Rồi, thề. Thề nha. Dạ. Cái bạn nam này tốt nhất là nên kỹ lưỡng, để đồ ngăn nắp một tí. Tại vì em có thói quen là thấy em mỏng mảnh gì chứ em đi tới đâu em đá tới đó à.
cho nên là người nam phải cẩn thận kỹ kỹ chút, không là đồ mới có xài hoài ạ. À. Sao? Không sao, à, em có cách để lên. Em về em trang trí toàn là đá trong nhà hết. Đúng. Đá thiết mòn cái chân là hết đá luôn. Mà em gái học cao vậy á, rồi em gái nhiều khi phải chọn người yêu nó đẹp trai rồi về vóc dáng này kia, có vậy không em? Dạ không anh, em chỉ thích một người có trách nhiệm với em và thật lòng yêu thương em và cảm thấy em là đẹp nhất. Có yêu cầu về tóc tai, có nhiều cô không thích hói đó, em có gì thích vậy không? Dạ không anh, em thấy là cái đó là do sinh lý mỗi người, em không có yêu cầu, em cần là cần cái tâm của anh ta. Anh bắt tay em gái, anh khoái câu này nè. Khoái câu này từ xưa giờ, ít cô nào nói lắm. Tóc tai là do sinh lý, mắt mới ghét ta. Em cũng giống anh vậy. Được, khoái câu bắt tay em luôn. Hình như em cũng giống anh. Thì đó, thì giống anh. Ê cha, ê cha, hèn chi thế, linh binh quá. Linh binh này giờ nhìn kỹ mới thấy nè. Cái này di truyền, từ ông nội, cha, chú, ai cũng vậy. Do di truyền, do sinh lý, giống như bạn gái này nói vậy đó. Rồi, nó lớn lên, tới luôn. Vô, hát liền, vô. Anh có muốn quà tặng cho em? Dạ, cảm ơn. Hát luôn. Đời tôi cô đơn, đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không duyên. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Kéo anh Linh. Đời tôi. Em không có sợ chịu quá. Anh ơi, anh Linh, ủa làm gì với bạn nhà cha anh sao vậy? Tự nhiên mở ra gặp cô gái hát đời tôi cô đơn mà sao Linh? Người ta tâm sự đời người ta cô đơn từ xưa giờ nên yêu ai cũng cô đơn. Còn bây giờ đời, bây giờ lên đây. Bây giờ đời tôi không cô đơn nên đến đây cũng hết cô đơn. Ở vậy. Cứ tầm bậy tầm bạ không? Phải đổi lại. Cái đó là mình kể lời lúc trước. Đúng rồi. Rồi, bây giờ mình nhường sân khấu lại cho hai bạn nha. Chào em. Giờ lại không biết nói gì. Trời ơi. Em làm việc ở Hồ Chí Minh lâu chưa? À, em hiện tại thì chưa làm ở công việc Hồ Chí Minh. Nghĩa là em chỉ làm thêm thôi. À, em thấy anh sao? Dạ, em thấy anh thì rất chững chạc. Em có thể mở quà ra xem. Trời lấy ơi. Lấy ra coi, lấy luôn. Lấy ra luôn. Anh tặng em trong ốp đó là để sau này ví dụ mình mà đến được với nhau đó thì mọi chi tiêu trong nhà thì anh giao cho em quản lý. Trời ơi. Nhưng mà bớt có tiền chưa? Báo có tiền không? Hiện tại chưa có, nhưng mà sau này em sẽ làm không để được. Vô nhiều. Người ta tặng bóp á là phải bỏ tiền vô, có tiền đó không? Có lấy đăng tờ. Đúng rồi, lấy đăng tờ bỏ không vô. Bỏ tiền không, vô. Bỏ. Nói nghe nè. Đúng rồi. Tặng bóp là bỏ, để nó bỏ bóp ra, móc tiền ra có không? Nhưng được chứ á. Tặng bóp là phải có tiền. Đúng rồi. Có tiền nữa đúng không? Ừ. Trời ơi. 100 cũng được. Được rồi vợi. Dạ, có nút có tiền, có nút có tiền. Có nút có tiền rồi. Đó, rồi đem qua tặng. Có nút trong đó. Có nút trong tờ tiền cơ. Còn mấy nút? Có mấy nút hả? Thôi. Một nút. Anh cộng lẹ dữ vậy anh. Tặng gì mới hơn nè. Anh tặng em. Cảm ơn. Cảm ơn. Dễ thương quá. Tôi đọc trong profile là hay tư vấn sức khỏe sinh sản đúng không? Mình nhìn bạn nam mình, ví dụ nam có cần phải tư vấn mấy cái đó không hả anh? Dạ thường thường nam thì mấy em ít tư vấn, mấy em tư vấn nữ là nhiều hết. Mày sinh sản được không? Hỏi ổng. Cái này chắc phải kiểm tra lại mới biết anh. Tức là phải thử mới biết. Anh thấy em thế nào ạ? Thấy em cũng dễ thương. Mà tính cách thì em nói thì thấy hợp với anh. Anh thì bình thường anh đi làm xong anh về nhà xong lại anh lại đi kiếm việc anh làm thêm. Cũng không có ăn nhậu cờ bạc rượu chè gì hết á. Thực chất nhiều người nói tình yêu sét đánh, cái đó là do người ta nhìn ngoại hình. Người ta thích cái người ta nói vậy thôi. Chứ thử mà một người xấu có ai nói sét đánh không? Có à. Chí Phèo á thì nở cũng có sét đó. Anh nghĩ sao nếu em có tính đa nghi? Cái đó anh không có sợ. Tại vì anh đi làm xong anh về nhà em đâu có nghi được gì đâu. Nguyên tắc của em là không quá 3 lần. Nói lần thứ nhất em phát hiện được nhưng mà em không hỏi. Lần thứ hai em cũng phát hiện được nhưng mà em cũng không hỏi luôn. Nhưng mà tới lần thứ ba bạn đó hãy tự động mà nói ra, nếu không là em sẽ không cho qua. Nhưng mà em không có nói, em không hỏi, người ta đâu biết, người ta tưởng qua trót lọt rồi sao? Không, cái đó không có quan trọng gì. Tất cả mọi chuyện mình phải nói ra hết thì đúng với yêu cầu của em rồi nên sẽ không có giấu giếm gì hết. Tới đây là anh cho tự cho mình cơ hội nên không biết em có bấm hay không, anh chắc chắn anh sẽ bấm khỏi cần đếm tới 3. Hay. Hay quá. Chị Tư ơi, cháu Tư hay quá Tư ơi. Vậy đi. Phải có trách nhiệm với nút bấm của mình nha. 3 2 1 Yeah.
bây giờ hôn gái đi. Rồi, xin chúc mừng.